Cùng đến với chuyện tối nay, thưa quý vị, mùa xuân bắt đầu một năm mới. Tuổi trẻ chính là mùa xuân của đất nước. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi sẽ cùng quý vị gặp gỡ một gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam. Và chị hiện đang là Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, là một trong những nữ phó giáo sư trẻ tuổi nhất của Việt Nam và là bác sĩ có nhiều đóng góp phát triển chuyên ngành gan mật, tiêu hóa ở nước ta và đặc biệt là việc đưa trí tuệ nhân tạo AI vào việc nghiên cứu và tiềm năng ứng dụng khám chữa bệnh trong thời gian tới. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được chào đón cùng với chương trình chuyện hôm nay Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Hằng, Phó giám đốc Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh. Vâng, có thể thấy là ngay từ khi còn rất trẻ thì được biết là Phó giáo sư tiến sĩ đã có rất nhiều những đóng góp cho ngành y của nước nhà. Là Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ của Việt Nam toàn cầu thì chị có kế hoạch như thế nào trong năm tới trong cái việc mà kết nối các cái người trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước? Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 2018 và cho đến nay thì cũng đã tổ chức 5 mùa diễn đàn thành công. Thì trong năm 2023 thì chúng tôi cũng sẽ dự định là tổ chức diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 6 và hy vọng rằng đây sẽ là hoạt động thường niên để kết nối các trí thức trẻ trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong là trong năm nay sẽ có sự chung tay tham gia của nhiều các trường đại học, các viện nghiên cứu cũng như là các doanh nghiệp để đưa các ý tưởng phát triển của các nhà trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ của Việt Nam đến với khoa học, đến với xã hội một cách thiết thực và gần gũi hơn. Xin được mạn phép hỏi Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Hằng một chút là chị được vinh dự đón nhận Phó giáo sư tiến sĩ ở tuổi bao nhiêu? Và là một người có thể nói là một phó giáo sư trẻ tuổi nhất ở Việt Nam, là một nhà khoa học trẻ rất là tiêu biểu như này, thì chị có những lời gì gửi gắm đến thế hệ trẻ của Việt Nam? Tôi cũng được vinh dự nhận học hàm phó giáo sư năm 34 tuổi. Và thật ra thì với tư cách là một nhà khoa học trẻ thì tôi cũng rất mong là có thể truyền được cái niềm đam mê của mình đến các nhà khoa học, các nhà trí thức trẻ và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn có đủ sức khỏe, có đủ đam mê để dấn thân, nhưng mà chúng ta cũng cần giữ cái sự cân bằng ở trong cuộc sống. Vâng, vậy thì theo chị thì để hỗ trợ các bạn trẻ tập trung vào nghiên cứu và đặc biệt là những cái đề tài khoa học mang cái tính chất áp dụng ở thực tiễn cao thì chúng ta cần có những cái biện pháp, những cái chính sách như thế nào để vừa khuyến khích và tạo động lực cho các bạn trẻ theo đuổi được cái niềm đam mê, ước mơ và đặc biệt là đầu tư vào cho cái khoa học kỹ thuật của nước nhà? Năm 2022 thì cũng rất vui mừng bởi vì chính phủ cũng đã ban hành đề án đó là phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, cũng như là sắp tới sẽ xây dựng công viên số về tài năng trẻ Việt Nam, thì hy vọng rằng đó cũng sẽ là một kênh để giúp kết nối các tài năng trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật lại với nhau. Và với mô hình như là mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu thì chúng tôi cũng rất hy vọng đây sẽ là một diễn đàn để cho các nhà trí thức trẻ sinh sống trong và ngoài nước có cơ hội để tìm đến nhau trong cái khía cạnh là chúng ta có thể kết nối xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, bởi vì chính cái sự kết nối giao thoa này thì sẽ giúp cho khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển. Và chúng tôi nghĩ rằng để mà đạt được những cái bước phát triển trong cái lĩnh vực này thì cần sự chung tay và nguồn lực từ rất nhiều bên. Vì vậy mà tôi cũng kỳ vọng là với cái đề án của chính phủ cũng như là sự hỗ trợ của các bộ ban ngành cũng như là các cái mô hình mạng lưới mà như chúng tôi đang phát triển thì sẽ là cầu nối, sẽ mở thêm nhiều kênh giúp cho các nhà khoa học trẻ ở nước nhà có thêm những kết nối và có thêm những nhóm nghiên cứu mạnh và chuyên sâu. Vâng, anh cũng rất là vinh dự khi mà được chào đón một phó sư tiến sĩ có thể nói là trẻ tuổi nhất Việt Nam trong cái trường quay chương trình chào buổi tối ngày hôm nay. Và cho đến thời điểm này thì tôi biết được rằng là với bác sĩ Đào Việt Hằng thì chị đã có rất là nhiều những cái công trình về mặt y học để có thể áp dụng vào thực tiễn trong vấn đề về cứu chữa những người bệnh. Vậy thì phó sư tiến sĩ và bác sĩ Đào Việt Hằng có thể chia sẻ một số cái công trình tiêu biểu mà chị cho là áp dụng có thể nói là nhiều nhất và tiềm năng nhất trong cái vấn đề về y khoa nước nhà không? Trong những năm qua thì trong lĩnh vực chuyên sâu của tôi đó là về tiêu hóa và gan mật thì thường thì các bệnh nhân sẽ quen thuộc với việc là được các bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa để tìm xem là có tổn thương gì ở trong đường tiêu hóa không. Nhưng mà trong những năm qua thì chúng tôi cũng đã phát triển các cái kỹ thuật liên quan đến thăm dò chức năng của đường tiêu hóa. Những năm vừa qua thì ghi nhận cái tỷ lệ tăng rất nhiều của các bệnh lý thuộc nhóm này như là trào ngược dạ dày thực quản, hỗ
hội chứng ruột kích thích, rồi khó tiêu chức năng vân vân. Nhưng mà các thăm dò ở nước ta trong lĩnh vực này thì còn hạn chế rất nhiều. Thì nhóm nghiên cứu cũng đã bắt đầu triển khai cũng như là chuẩn hóa được quy trình của các kỹ thuật mới này, và hy vọng là trong thời gian tới thì có thể triển khai nhiều ở các đơn vị y tế cơ sở. Ngoài ra thì trong một vài năm gần đây thì tôi cũng có một cái đam mê, đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, và cũng đã phát triển một số những sản phẩm về ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh để giúp cho người bệnh được tối ưu hóa điều trị tốt hơn. Như là chúng tôi đang có một phần mềm liên quan đến hỗ trợ giúp cho người bệnh chuẩn bị nội soi đại tràng, hoặc là phần mềm để quản lý các bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản một cách hiệu quả hơn. Vậy thì với trí tuệ nhân tạo thì sao, với AI thì sao? Khi mà những cái công trình của chúng ta, khi mà chúng ta bước vào cái kỷ nguyên số, thì cái việc mà ứng dụng y khoa dựa trên những cái tiến bộ của cái trí tuệ nhân tạo là một cái điều hết sức cấp thiết và quan trọng. Vậy thì điều đó đã được chị thể hiện qua các công trình như thế nào, và ứng dụng hiện tại ra sao? Trí tuệ nhân tạo ở trong lĩnh vực y tế là một chủ đề rất là nóng và nhận được sự quan tâm ở trên thế giới rất là nhiều. Và tại Việt Nam trong những năm gần đây thì cũng đã có những nhóm nghiên cứu rất là mạnh. Trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa thì chúng tôi cũng đã bắt đầu triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực này trong khoảng 2-3 năm gần đây. Và được sự giúp đỡ của rất nhiều các chuyên gia về y tế và công nghệ thông tin thì cho đến nay chúng tôi cũng đã có 2 dự án liên quan đến việc là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện polyp đại tràng, phân loại xem là tổn thương là lành tính hay ác tính, cũng như là phát hiện các tổn thương ở đường tiêu hóa trên, đặc biệt tập trung cho nhóm ung thư thực quản, ung thư dạ dày. Thì kết quả bước đầu cho thấy là các thuật toán đối với polyp đại tràng hoạt động khá là tốt, và chúng tôi hy vọng là quý 1 và quý 2 của năm 2023 sẽ hoàn thiện sản phẩm để đến được với các tuyến cơ sở. Thế còn đối với phần mềm mà sử dụng ở cho đường tiêu hóa trên thì có lẽ là sẽ cần thời gian lâu hơn một chút, bởi vì các tổn thương cũng tương đối là đa dạng. Vậy thì để đạt được một số cái thành tựu như ngày hôm nay và vượt qua những cái gian nan, những cái thử thách để có thể là tự giúp mình hoàn thiện hơn, và để cho mình có được cái nỗ lực của một phó giáo sư tiến sĩ có thể nói là trẻ tuổi nhất của Việt Nam, thì chắc chắn là chị sẽ có những cái bí quyết, đúng không? Những cái lời động viên hoặc là những lời chúc cho các bạn trẻ có thể cũng đang trên con đường giống như chị dạo. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì cũng rất mong là có thể gửi gắm đến các nhà khoa học, các nhà trí thức trẻ, các bạn trẻ của chúng ta là sẽ có một năm Quý Mão thật nhiều sức khỏe, bởi vì có sức khỏe thì chúng ta mới có động lực để hoàn thành các cái nhiệm vụ mà chúng ta ấp ủ, cũng như là giữ vững cái đam mê để tiếp tục dấn thân. Và hy vọng là đâu đó trên con đường sắp tới, mặc dù có thể chúng ta gặp rất nhiều chông gai, nhưng mà chúng ta sẽ luôn luôn giữ cái sự kiên định để có thể đạt được những cái thành công trong một xuân mới. Xin cảm ơn. Có thể nói là hiện nay ấy, thì chúng ta được biết là trong cái y khoa thì có thể nói là gan mật là một trong những cái nội dung rất là, và cả tiêu hóa nữa là một trong những nội dung mà có thể rất là đặc thù. Vậy thì có thể trên cái con đường đấy thì chị có thể chia sẻ một chút là chị đã tìm đến với các cái công trình ứng dụng trong cái vấn đề về tiêu hóa như thế nào, và nếu các bác sĩ hoặc là các cái bạn trẻ đang cũng muốn tìm hiểu về vấn đề và muốn xây dựng cho mình những cái công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề về tiêu hóa, thì chúng ta nên lựa chọn hình thức như thế nào để có thể tiếp cận và áp dụng được cái công trình đấy để mà phục vụ những người bệnh? Chị có thể chia sẻ một chút được không ạ? Đúng là lĩnh vực tiêu hóa gan mật cũng là một lĩnh vực nghiên cứu rất là rộng. Vì vậy để mà tìm được một hướng nghiên cứu chuyên sâu thì cũng đòi hỏi là phải xác định được mục tiêu ban đầu rất là rõ. Thì cái cách thức mà tôi lựa chọn cái hướng nghiên cứu chuyên sâu của mình, đó là khi mà tham gia các hội nghị lớn ở trên quốc tế, cũng như là khi mà được tham gia các khóa đào tạo tập huấn, thì tôi luôn luôn tìm xem chủ đề nào là chủ đề đang được quan tâm nhiều nhất và dự báo sẽ là chủ đề mà có cái sức ảnh hưởng lớn nhất trong chuyên ngành trong khoảng độ 5 đến 10 năm tới. Thì khi mà tham gia một vài cái hội nghị lớn như vậy thì tôi nhận thấy là có những hướng hoàn toàn có khả năng và tiềm năng phát triển ở Việt Nam mà chưa được quan tâm nhiều, như là các hướng về tìm các phương pháp thăm dò bệnh lý tại Việt Nam, sử dụng các phương pháp thăm dò chức năng, hoặc là hướng về ứng dụng AI. Thì rất hy vọng là trong thời gian tới những hướng này sẽ ngày càng đạt được những thành tựu đáng kể tại Việt Nam. Vâng, vậy thì qua những cái công trình nghiên cứu và qua những cái hội thảo để giúp cho chị có những cái bước đệm, có những cái thông tin để giúp cho mình có thể áp dụng vào các công trình nghiên cứu tại Việt Nam, thì mình có thể nhận thấy được rằng với ở tại Việt Nam ấy, thì các cái công trình nghiên cứu và thậm chí là các cái ứng dụng trong cái vấn đề về điều trị, vấn đề về tiêu hóa, nó còn có điều gì thiếu và yếu so với quốc tế hay không? Và
điều này sẽ là cơ hội rất nhiều để cho các bác sĩ trẻ, đúng không ạ? Để cho các nhà khoa học trẻ có thể tìm được những cái công trình nghiên cứu để phù hợp hơn với bối cảnh xu hướng phát triển của Việt Nam để có thể sánh tầm với vị thế quốc tế. Tại Việt Nam thì quả thật là chúng ta vẫn còn một số những khó khăn trong việc triển khai các nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu mà liên quan đến nghiên cứu cơ bản nhiều do vấn đề hạn chế về nguồn lực. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta lại có lượng bệnh nhân rất là lớn và chúng ta cũng có mặt bệnh rất là đa dạng. Và giống như là anh cũng có chia sẻ, đây chính là tiềm năng và cơ hội cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu lâm sàng. Vì thế nên là trong quá trình mà đi sâu tìm tòi về nghiên cứu thì tôi luôn luôn muốn là cái hướng nghiên cứu nào phải ứng dụng được tại Việt Nam, thì chẳng hạn như ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế là một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng và hoàn toàn là khi ứng dụng được thì sẽ giúp tiết kiệm được nguồn lực cũng như là thay đổi và cải thiện cái chất lượng dịch vụ y tế của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy nên tôi nghĩ chúng ta có thể tìm đến những cái hướng nghiên cứu như vậy. Và cái lúc mà chị triển khai những công trình thì có những cái gì, gặp phải những khó khăn gì hay không? Lúc đấy thì vấn đề nội dung liên quan đến các cái chuyên ngành về tiêu hóa có bị trùng lặp những ý tưởng gì hay không, giữa muôn vàn những ý tưởng của các nhà khoa học hiện hữu ở tại Việt Nam, của các bậc tiền nhân hay là của các bạn trẻ cũng đang đăng ký nghiên cứu? Thật ra thì trong quá trình lựa chọn hướng nghiên cứu thì tôi luôn cố gắng lựa chọn những hướng nghiên cứu mà mang tính mới và đặc thù để tránh sự trùng lặp. Tuy nhiên thì quả thật trong quá trình triển khai thì cũng sẽ gặp một số những khó khăn, bởi vì đôi khi mới quá thì có thể là người bệnh hoặc là có thể hơi khó một chút trong việc tìm những cái đối tác mà có thể hợp tác có cùng cái quan điểm cũng như là cái hướng phát triển giống như mình. Nhưng mà sau một thời gian thì khi mà mình đã có sự trao đổi, sự thuyết phục đối với các đồng nghiệp thì mình có thể hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và chuyên sâu để phát triển theo các hướng nghiên cứu này được. Và cái ứng dụng đấy thì hiện tại bây giờ tại Đại học Y Hà Nội đã được áp dụng rộng rãi chưa? Hiện tại thì chẳng hạn như là hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng là một hướng phát triển khá là mạnh. Và đối với phần mềm mà để hỗ trợ cho người bệnh chuẩn bị làm sạch đại tràng một cách tốt hơn thì chúng tôi cũng đã áp dụng cho người bệnh và cũng đạt được kết quả là đạt được cái mức độ hài lòng của người bệnh cũng như là cái tỷ lệ mà làm sạch đối với đại tràng tốt hơn rất là nhiều và đã có các công bố liên quan. Xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới thì cũng chúc chị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công với những công trình khoa học của mình. Và xin được chúc chị sẽ đem lại nhiều cái thông tin hữu ích cũng như là cứu chữa rất nhiều người bệnh gặp phải những vấn đề về tiêu hóa trên cả nước. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã cùng đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn MC và các quý vị khán giả. Chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.